Rồi. Mình hôm nay sẽ lý cái nhà vệ sinh này cho các chị các bạn. Thì cái lạnh này thì cũng rất là quyết im nhưng mà nó bị thấm ra ngoài. Nên cái tường mà sơn ra ngoài nó bị bung. Thì ở đây mình đục lên nè. Đục lên là nó bị thấm xuống như này nha cho các chị các bạn. Thì do cái gạch này thì nó cũng được thay cái con tốt thì mấy nhưng mà nó bị thấm theo những cái đường gòn mình lót á, nó không có tính đường thì nên nó bị dính nước xuống giờ thấm nè, ướt nhẹ hết trơn ha. Mình lấy vô mình đục hết lên rồi xử lý lại nha. Thấm ra tới ngoài luôn, thấm cái chân ở dưới thì nó sẽ lộ ra bung tường ngoài luôn, nên mình phải khắc phục lại nha. Đây nè, này thấm dưới chân. Đục lên hiếm ướt dưới chân chứ chưa phải là phải muốn ướt đúng không? Nè, ướt nhẹp chân nè, thấy không? Ướt nhẹp. Giờ đục ra cái là con chống thấm xong rồi cán lại là ok. Thấm nữa rồi. Mình đục nó vệ sinh sạch hết đây rồi, giờ mình ra một lớp hồ già nghe chú chị bạn. Thì lớp này thay lớp bê tông thì mình không đổ bê tông được ha, nên mình đổ một lớp hồ này. Sau khi này nó mình cán này mình chống thấm qua một lớp thì mình sẽ lót lên, mình sẽ quay lại cho cô chú chị bạn xem nha. Thì cái thành tấm này mình xử lý nghe cái này. Bây giờ là lúc trước rồi thợ cũng làm không có chống thấm nên những cái vết tường mà thấm lên, thì giờ mình sẽ dùng máy mình cắt một đường như này, giáp vòng dán lên 30 làm cái gạch chân luôn, rồi mình sẽ chống thấm xong rồi mình sẽ ốp gạch chân vô rồi mình sẽ cán cái nền này để nó không có thấm chân nước ra ngoài nha cô chú chị và bạn. Đó. Thì trong cái nhà vệ sinh này nó cũng rộng này, rất là rộng đủ. Giờ là mình cắt thì mình cắt xong rồi mình xử lý mình chống thấm xong rồi mình dán ốp gạch vô và cho cô chú chị bạn xem nha. Và cách để mình khắc phục thấm chân trong toilet ra chân trong toilet ra chân tường nha. Rồi thì mình giờ cảm ơn máy nha. Thì bây giờ mình sẽ quét cái chống thấm của chúng chị bạn. Thì những cái chân tường như vậy nè, mình đục ra nhậm giá ra hết rồi. Bây giờ là mình sẽ quét cái dòng chống thấm. Thì cái dòng chống thấm này là để chuyên về chống thấm sàn nhà vệ sinh hay là sân thượng gì đó ngăn của chúng chị bạn. Thì mình đã sử dụng này khoa để mình quét qua một nước trước khi mình sẽ dán một ốp gạch cái chân này, thì nữa nó những cái chân này nó không bị thấm nước gịnh ra ngoài nha. Thì những cái chân mà nó thấm nước nó gịnh ra ngoài thì thường thường nó bị bong chóc như thế này đây. Đó. Nó thấm trong chân giống ra là nó như vậy nè cô chú chị bạn. Thì tuần này tuần 10, tuần 20 thì nó hạn chế, nhưng mà tuần 10 là nó bị rất là nhiều. Nên mình chống thấm cái chân này trước khi mình đắp gạch nha. Thì mình làm kỹ thì những cái chỗ nhà tắm, nhà vệ sinh này nè, nói chung chỗ nào mà sử dụng nước nhiều nhất thì mình nên làm chống thấm nha. Cái dòng chống thấm này của Sika rất là hiệu quả. Mình những cái công trình nào mình cũng sử dụng cái thằng này hết. Mình quét phải cho nó liền hết những cái lỗ mọt này kia đó, rồi nó trên vít hết nha cô chú chị, nó mới chống thấm được nha.
những cái lưu ý là mình chống thấm á, thì mình dán cái chân này, mình không cần chống thấm lên trên này nha, mình chủ yếu thấm là khúc dưới này thôi. Trên này nữa mình dán dạch lại thì mình đi gon nó bít hết, là không bao giờ thấm, tự nhiên nó tụt xuống động nước cái khúc dưới chân này thôi, chứ nó không có thấm trên. Nên mình sử dụng là mình quét quy nửa này, để khúc trên này mình dán đi, hầu dầu nó còn dính ra trên này nó bám cho nó cao nha. Chứ còn mình rất chống thấm thì nó bám không có cao, nhưng là nó cố định lại là nó sẽ cứng này thôi, chứ không phải sau này ví dụ như cái tường mà nó có giãn nở thì cái lớp keo này nè, nó không có đứt cái mặt được, thì nó sẽ giữ được cái độ chống thấm rất là cao. Rồi thì mình cũng chia sẻ cho cô chú chị bạn biết để xử lý những cái nhà nào mình chuẩn bị mình làm những nhà lầu á, thì trên cái bề mặt này khi mình đổ cái bê tông như thế này rồi nè, thì mình vệ sinh cho sạch sẽ, xong mình sẽ dùng một lớp chống thấm, mình chống thấm đều hết cái mặt này, rồi sau đó mình sẽ cán mình lót lên nha. Thì mình lót đi hồ, mình phải nói rõ cho mấy anh thợ là đi hồ cho nó đặt chứ như là kín cái mặt, đừng có để cho hồ bị bọng. Bị bọng thì nó nông nước trong gạch hoài, thì nói chung là nó không có thấm ra ngoài được, nhưng mà nông nước trong gạch nha. Đó, còn mình làm thì rất là kỹ, thì cô chú chị và bạn xem thì vừa qua những cái clip mình làm lúc nào cũng kỹ hết. Thì lần nào mình lọc cán lót này sẽ mình quay lại cho cô chú chị và xem một lần nữa nha. Rồi thì mình đã quét chống thấm dắp lòng luôn nha cô chú chị và bạn. Đó. Thì mình quét ngay dưới như thế này. Khi mình dán cái chân trong rồi mình sẽ quét cái lớp dưới mặt này, mặt nền này, rồi mình sẽ cán hồi lên rồi mình sẽ lắc lại nha. Đó. Như vậy là mình quét như vậy cho những cái kẻ nào nó sẽ chui vô, sẽ nó lấp hết, là nó không có thấm nước ra ngoài nữa nha. Đó. Thì đây mình có căn phòng chờ vệ sinh trên này, giờ mình xuống dưới kia còn một cái dưới kia nữa nha. Rồi thì cái phòng này mình cũng mới vừa đột nhập xong, hôm nay mình cũng giảm giá rồi, giờ mình sẽ quét luôn nha. Không, cái đường lộ quốc lộ ngoài thì không ngập, mấy thấy anh nhìn vô mấy hẻm nó ngập. Sau khi mình đã dán cái chân xong thì quay lại mình chống thấm cái sàn dưới nha. Quan trọng là cái sàn ở dưới của chú chị các bạn, thì muốn làm mình kỹ lưỡng thì mình làm để cho nó bảo đảm. Chứ còn mà nếu mà làm ấy mà không bảo đảm là nó sẽ thấm một, thấm xuống dưới hai nữa, thấm ra chân tường. Khi mình sơn bê sẽ bong chóc hết. Thì đây mình đi chống thấm quét dưới nè. Như mình vừa nãy quét chống thấm xong á, thì mình sẽ cán cái hồ sáp lại nha, để mình chuẩn bị mình lắp gạch nền nhân có tiếng chuẩn bị các bạn. Thì mình lưu ý như mình cán như vậy thì mình phải hồ ướt nha, cán ướt xong rồi mới cắt lại hồ khô, lấy mặt bằng xong rồi mình sẽ lót trực tiếp luôn thì nó sẽ hiệu quả hơn nha. Rồi khi mình đã lót xong thì mình sẽ quay lại cho cô chú chị bạn xem. Thì cái nhà vệ sinh mình đã
xử lý lại rồi lắp cặp rồi luôn cho chúng chị mà. Đó. Rất là tuyệt vời luôn. Gạch trước thì màu đậm hơn, còn gạch sau thì không có màu giống vậy nên mình lại dán là gạch hơi dập hơn nha. Cũng nhân mây. Gạch nằm thì vẫn 30 vuông. Có tiểu chỗ bên cầu thì này để trang trí rửa mặt nha. Ok rồi thì mình cũng tạm dừng video ngang của chú anh chị bạn của chú anh chị các bạn là xem có thấy cái hay hữu ích nhớ đăng ký ủng hộ và chia sẻ cho mình xem nha. Mình chân thành cảm ơn rất là nhiều. Rồi hẹn cô chú là anh chị và những clip tiếp theo nha. Ok.